Nhật Tân và Ngọc Thật kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị, hôm nay 28 tháng 3, kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ. Cùng với sự phát triển và trưởng thành của lực lượng Dân quân tự vệ trong cả nước, lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Tây Ninh luôn được củng cố phát triển, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Chúng tôi sẽ thông tin lực lượng Dân quân tự vệ trong vài phút tới. Còn bây giờ như thường lệ, mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật đáng chú ý sau đây. Bế mạc hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Đến ngày 25 tháng 3, toàn tỉnh có 955.605 cử tri. Đề xuất công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại 2. Lực lượng Dân quân tự vệ khẳng định vai trò vững chắc của mình. Thưa quý vị, sau 2 ngày làm việc, chiều ngày 28 tháng 3, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã hoàn thành kế hoạch và thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị. Chủ trì tại điểm cầu chính của tỉnh có đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương sau hội nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại phiên khai mạc, nắm vững những quan điểm lớn, nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện tại đại hội để tổ chức quán triệt triển khai học tập cho cán bộ đảng viên còn lại, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng. Bên cạnh đó, các cấp ủy tổ chức đảng khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập và triển khai thực hiện nghị quyết. Các cơ quan báo chí truyền thông rộng rãi những nội dung cốt lõi của nghị quyết, phản bác những luận điệu xuyên tạc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện thành công nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trước đó, trong ngày 28 tháng 3, đại biểu được nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triển khai chuyên đề Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang triển khai chuyên đề Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an giới thiệu quán triệt chuyên đề Những nhận thức mới và tư duy về an ninh quốc gia. Theo tiểu ban cử tri và xét khiếu nại tố cáo, công tác rà soát làm danh sách cử tri chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được thực hiện tích cực, đảm bảo chặt chẽ, chính xác. Đến ngày 25 tháng 3 năm 2021, toàn tỉnh có 955.605 cử tri. Qua kiểm tra của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tiểu ban cử tri và xét khiếu nại tố cáo cho thấy nơi nào có công an xã tham gia thì việc rà soát danh sách cử tri rất tốt. Vì vậy, các địa phương tiến hành rà soát danh sách cử tri phải có sự phối hợp giữa chính quyền và công an. Đến ngày 3 tháng 4 năm 2021, phải niêm yết danh sách cử tri. Tại Điều 29 Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân, cụ thể, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm thông báo cho cử tri ở địa phương về việc lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Các cử tri đang đăng ký thường trú tại địa bàn được ghi tên vào danh sách cử tri tại nơi mình thường trú. Trừ trường hợp cử tri có nguyện vọng bỏ phiếu nơi khác thì cần thông báo lại để Ủy ban nhân dân cấp xã không ghi tên vào danh sách cử tri ở địa phương. Thưa quý vị, phải kịp thời, khách quan giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến cuộc bầu cử. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh tại phiên họp thứ 5. Ông Nguyễn Thanh Ngọc chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các cấp phải kịp thời xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo đúng quy định đối với cử tri, tập trung nắm tình hình trên địa bàn, xử lý theo đúng quy định của luật bầu cử. Theo đó, ban bầu cử chỉ giải quyết những khiếu nại tố cáo, kiến nghị mang tính kỹ thuật liên quan đến việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân ở đơn vị bầu cử. Ví dụ như về thời điểm niêm yết, vị trí, cách thức niêm yết danh sách, các sai sót in ấn trong danh sách đã niêm yết. Trong trường hợp công dân không đồng ý với giải quyết của ban bầu cử, thì Ủy ban bầu cử cấp tương ứng giải quyết. Trình tự giải quyết được căn cứ vào nội dung vụ việc, khiếu nại hay tố cáo. Tối ngày 27 tháng 3, đông đảo cử tri trong khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh
đã đến dự hội nghị lấy ý kiến nhận xét tín nhiệm của cử tri đối với người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cư trú trên địa bàn này có hai người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 là ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Huỳnh Thanh Phương, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh. Một người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 10 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân xã phường. Hội nghị đã được nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 3 phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 3 thực hiện đúng các quy trình và có biên bản, có nhận xét. Cử tri thể hiện sự tín nhiệm rất cao với người ra ứng cử. 100% cử tri biểu quyết nhất trí tín nhiệm đối với người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tối cùng ngày tại khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, cử tri đã cho nhận xét và biểu quyết tín nhiệm đối với hai người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và 8 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, thành phố. 16 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, phường, nhiệm kỳ 2021-2026. Hai người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh và ông Nguyễn Văn Sáng, Chi hội Luật gia thành phố Tây Ninh. Cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào những người được giới thiệu ra ứng cử. 100% cử tri biểu quyết nhất trí tín nhiệm và đồng ý với việc cử người ra ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân cấp huyện và phường xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3 năm 1935, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ nhất ra nghị quyết về đội tự vệ, được coi là ngày thành lập Dân quân tự vệ Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của Dân quân tự vệ Việt Nam, gắn liền với sự nghiệp giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và thưa quý vị, cùng với sự phát triển và trưởng thành của lực lượng Dân quân tự vệ trong cả nước, thì lực lượng Dân quân tự vệ tại tỉnh Tây Ninh cũng luôn được củng cố phát triển, từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Những năm qua, lực lượng Dân quân tự vệ Tây Ninh phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, đề ra nhiều chủ trương giải pháp, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh ngày càng vững chắc. Lực lượng Dân quân huyện Bến Cầu đã thực sự trở thành nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Kết quả đó là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, lãnh đạo địa phương, đảm bảo điều kiện cho lực lượng Dân quân tự vệ. Nhưng Ủy ban Nhân dân huyện đã quan tâm hỗ trợ về kinh phí, chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã cho bọn nghĩa đất để tăng gia, cải thiện thêm đời sống cho dân quân. Bên cạnh đó thì thường xuyên chỉ đạo kiểm tra cái ban chỉ huy các xã thị trấn duy trì nghiêm cái chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tuần tra kiểm soát việc xuất nhập cảnh qua biên giới trong phòng chống dịch hiện nay. Có thể thấy, khi luật Dân quân tự vệ được ban hành, công tác bảo đảm và thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ ở các địa phương trên địa bàn luôn được quan tâm và có nhiều đổi mới. Nó luôn tạo điều kiện mọi điều kiện thuận lợi để mà lực lượng Dân quân tăng gia sản xuất, mua sắm thiết bị đáp ứng nhu cầu sử dụng cho lực lượng Dân quân của hai chốt, cũng như là công tác đảm bảo hậu cần của lực lượng Dân quân ở xã. Lực lượng Dân quân tự vệ tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, là lực lượng xung kích trong ứng phó với thiên tai, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra, được cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương tin tưởng đánh giá cao. Tại các địa phương tuyến biên giới, ngoài lực lượng chức năng khác thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, đều có sự tham gia của những người lính Dân quân. Cùng với việc củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tuyển chọn xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ bảo đảm về số lượng và chất lượng. Với cái nhiệm vụ mà hết sức quan trọng trong tuyển chọn cán bộ chiến sĩ trên quân trên tuyến biên giới của lực lượng Dân quân thường trực thì thường được là thực hiện rất tốt, chặt chẽ đối với cái nay là 100% là chiến sĩ trên chốt biên giới để đảm bảo được cái tin cậy, cái tinh thần cái là an ninh chính trị trên tuyến biên giới được đảm bảo tốt. Đến nay, lực lượng Dân quân tự vệ của tỉnh có tổ chức biên chế đủ thành phần lực lượng, đồng thời xây 28 chốt dân quân xen kẽ với các đồn, chốt biên phòng, tạo thành thế trận liên hoàn khép kín trên toàn tuyến biên giới.
Qua những việc làm của mình, lực lượng dân quân tự vệ đã và đang từng ngày khẳng định vai trò vững chắc của mình trong lực lượng vũ trang, thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng ở cơ sở, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Chuyển sang một thông tin khác, thưa quý vị, một trong những nghị quyết được Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa 9 thông qua tại kỳ họp thứ 20 đó là nghị quyết thông qua đề án phân loại đô thị và đề nghị Thủ tướng công nhận thành phố Tây Ninh là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh. Thông tin này mang đến sự phấn khởi cho người dân thành phố Tây Ninh. Với những nỗ lực đầu tư, đến nay thành phố Tây Ninh đã cơ bản đạt được các tiêu chí của một đô thị loại 2. Thành phố Tây Ninh rộng hơn 139 km², có 7 phường và 3 xã. Tổng dân số tính đến cuối năm 2019 gần 260.000 người. Thành phố có mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm 2017-2019 là 6,55%. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,41%, tỷ lệ tăng dân số trung bình là 1,86%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 98,2 triệu đồng, vượt hơn 1,5 lần so với cả nước. Cơ cấu kinh tế trên địa bàn thành phố Tây Ninh đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt gần 98%. Thành phố Tây Ninh có 11 công trình thương mại, dịch vụ cấp đô thị. Hầu hết các trường học được xây dựng đạt tiêu chuẩn, có đầy đủ các phòng chức năng. Toàn bộ dân cư của thành phố đều được dùng nước hợp vệ sinh. Hiện dự án nâng cấp hệ thống cấp nước lên 30.000 mét khối một ngày đang được chuẩn bị đầu tư. Vừa qua, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp Tây Ninh phối hợp cùng chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Tây Ninh tổ chức trao tặng 10 bộ máy vi tính cho trường tiểu học Suối Dây, huyện Tân Châu. Những bộ máy tính này đã được cài đặt một số phần mềm chuyên dụng để phục vụ việc học và tìm kiếm thông tin của các em học sinh, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 phức tạp. Các em học sinh rất cần các thiết bị và kỹ năng cơ bản để có thể tham gia học tập trực tuyến một cách hiệu quả. Kính thưa quý khán giả, hôm nay ngày 28 tháng 3, tròn 70 năm ngày Bác Hồ tặng thư cho lực lượng thanh niên xung phong, những câu thơ đã đi vào lịch sử. Cho đến nay, ý nghĩa và những lời dạy sâu sắc của Bác qua 4 câu thơ vẫn còn vẹn nguyên giá trị và trường tồn mãi với thời gian, không chỉ trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng thanh niên xung phong. 4 câu thơ này còn là phương châm sống, cống hiến của bao thế hệ tuổi trẻ Việt Nam. Cách đây 70 năm, ngày 28 tháng 3 năm 1951, Bác Hồ đến thăm Liên phân đội 312 đang thi công đường và cầu Na Cù thuộc làng Na Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Bác trò chuyện thân mật và tặng 4 câu thơ cho thanh niên xung phong. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Trong cái thời kỳ kháng chiến cũng như là thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thì 4 câu thơ này nó đã thôi thúc cho lực lượng thanh niên xung phong nói riêng và lực lượng đoàn viên thanh niên cũng là hăng say trong cái hoạt động hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Cái việc gì khó khăn, việc gì gian khổ thì chúng ta có ý chí thì chắc chắn sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ đó. Thì 4 câu thơ của Bác Hồ tặng thanh niên xung phong nó đã trở thành kim chỉ nam cho tất cả các thế hệ thanh niên về sau, thanh niên Việt Nam nói chung, không riêng thanh niên xung phong. Bởi vì rõ ràng đó là một cái chân lý mà bất cứ một người tuổi trẻ nào cũng phải thấm nhuần để có thể cống hiến cho xây dựng đất nước cũng như là bảo vệ đất nước. Phải nói cái thời mà chúng tôi đi đó, cái thời đó, cái tuổi 18 đôi mươi phải cái hồi nó sức sống mãnh liệt lắm. Gian khổ khó khăn là phải nói là không thể tả nổi. Nhưng mà với cái 4 câu thơ của Bác Hồ nó thôi thúc cho cái lực lượng thanh niên xung phong là coi như là vươn lên. Cho nên xuất phát từ cái 4 câu thơ của Bác Hồ tặng là lực lượng thanh niên xung phong là coi như xả thân, không sợ hy sinh gian khổ mà sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để là giành cái độc lập tự do, thống nhất đất nước. Núi biển dẫn đầu đắp được, cho nên là trong cuộc sống hàng ngày khi hoàn thành nhiệm vụ thanh niên phong thì trở về các anh này đã thành đạt, đã từ cái bàn tay trắng, từ tay không, rồi từ cái tích lũy nhỏ hàng ngày thì ngày nay là trở thành các cái chủ doanh nghiệp, các cái chủ cơ sở. Có thể nói với 4 câu thơ trên của Bác chính là cội nguồn của sức mạnh để làm nên những chiến công của tuổi trẻ. Đến nay, đất nước sống trong hòa bình, những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi năm nào giờ cũng đã thành ông, thành bà. Chỉ riêng 4 câu thơ ấy vẫn vẹn nguyên giá trị. Có thể thấy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù đã trải qua hàng chục năm hay hàng trăm năm,
thì 4 câu thơ của Bác tặng lực lượng thanh niên xung phong vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Chúng tôi là thanh niên xung phong thì thời trẻ đôi mươi thì sẵn sàng lên đường để bảo vệ Tổ quốc. Bây giờ về già thì cũng tiếp tục cống hiến ở cái khả năng còn lại của mình. Mà cụ thể là theo như cái phương châm của thanh niên xung phong đó là trẻ xung phong, già gương mẫu. Thì bây giờ mình không còn sức để xung phong như thời trẻ thì mình truyền lửa lại cho thế hệ sau, cho lớp con em để tiếp tục sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Mình sống ở địa phương nơi cư trú thì mình phải làm nòng cốt. Giáo dục đó là gia đình, đó là con cháu của mình là coi như thực hiện tốt, chấp hành tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Do cái quyết tâm của mình là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Do đó là ráng cố gắng lao động, học tập để nuôi dạy con cái. Và đến giờ này thì các con nó đã nên người, cũng là một công dân có ích trong xã hội. Đó là một trong những điều tâm đắc nhất của mình. Làm theo lời dạy của Bác, lực lượng cựu thanh niên xung phong Tây Ninh quyết tâm làm tốt vai trò nêu gương, tất cả vì nghĩa tình đồng đội, vì thế hệ trẻ, vì đất nước, vì nhân dân. Thưa quý khán giả, và bây giờ chúng tôi xin dành thời lượng còn lại của chương trình thời sự tối nay cho phần mục điểm tin cuối tuần với những sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần qua. Trong hai ngày 27 và 28 tháng 3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tại Tây Ninh, ngoài điểm cầu chính hội trường tỉnh ủy, hội nghị ở tỉnh cũng được trực tuyến đến điểm cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy với 61 điểm cầu và hơn 8.400 đảng viên tham dự. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu, cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng là công việc thường xuyên phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng và cả hệ thống chính trị. Trong hai ngày, hội nghị sẽ triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Sáng ngày 23 tháng 3, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 tổ chức kỳ họp 20, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét ban hành một nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số công tác khác. Đặc biệt, kỳ họp đã thông qua nghị quyết đề án nâng loại đô thị thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 2. Việc nâng loại đô thị thành phố Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 2 có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần thúc đẩy hệ thống đô thị tăng trưởng, từng bước thay đổi diện mạo, góp phần thu hút đầu tư, nâng cao ý thức của người dân về xây dựng đô thị mới. Sáng ngày 26 tháng 3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh họp phiên thứ 5. Tại phiên họp này, Ủy ban Bầu cử nghe báo cáo kết quả hiệp thương lần thứ 2 của cuộc bầu cử. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác, đối với người được giới thiệu sẽ ứng cử, người tự ứng cử. Việc thực hiện biên tập hồ sơ ứng cử viên, chuẩn bị thành lập các tổ bầu cử. Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tây Ninh, đề nghị Ủy ban Bầu cử các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất nơi bỏ phiếu, tài liệu in ấn, bảo quản tốt các con dấu theo quy định. Ngày 25 tháng 3, tỉnh đoàn Tây Ninh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2021. Bí thư tỉnh đoàn Tây Ninh Hoàng Thị Thanh Thúy kêu gọi các cấp bộ đoàn cần tiếp tục tiếp nối truyền thống dễ dàng của đoàn, xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh. Mỗi đoàn viên thanh niên cần xác định lý tưởng và lẽ sống chân chính cho đời mình, hướng đến giá trị tốt đẹp của thanh niên Việt Nam, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Tám giờ ngày 24 tháng 3, những mũi tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm cho các y bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh. Sau khi thực hiện tiêm 50 liều vaccine đầu tiên, lãnh đạo bệnh viện và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật hội ý cùng đại diện Sở Y tế để đánh giá lại hiệu quả công tác tổ chức và theo dõi phản ứng sau tiêm của các đối tượng được tiêm vaccine.
Sau khi đánh giá buổi tiêm an toàn, trong ngày 24 và 25 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tiếp tục tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 200 nhân viên y tế các khoa phòng chuyên môn của bệnh viện. Nhằm nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh đã đưa vào hoạt động hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA hiện đại hàng đầu của Nhật Bản. Đây là hệ thống trang thiết bị tiên tiến và hiện đại phục vụ chẩn đoán và can thiệp tim mạch máu với các chức năng chụp và can thiệp điều trị các bệnh lý về não, tim, tiêu biểu là nhồi máu não, nhồi máu cơ tim, động mạch vành, các loại mạch tạng, mạch chi. Nhờ hệ thống DSA, các bệnh lý tim và mạch được chẩn đoán chính xác, từ đó sử dụng kỹ thuật can thiệp ngay trong lòng mạch máu mà không cần phải phẫu thuật mở. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay xin khép lại tại đây. Kính mời quý khán giả cùng xem lại các chương trình thời sự trên website tayninhtv.vn, fanpage và kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.